nhiều quốc gia vùng vịnh, đặc biệt khối OPEC đã chấp nhận đổi từ mua bán đồng petrodola sang dùng đồng nhân dân tệ. Nếu mà đồng đô la Mỹ bị thay thế bởi một đồng tiền khác, ví dụ nhân dân tệ đi, thì nó là cái điều có lợi hay là có hại cho những cái nền quốc gia mới nổi? Nước Mỹ, Hoa Kỳ là một nước ăn tiêu. Người Mỹ họ không cần nhìn đến cái chuyện quốc gia đại, họ nhìn vào cái túi tiền của họ. Tại sao họ lại phải mua một cái sản phẩm của công ty Mỹ? Chỉ vì họ yêu nước Mỹ không? Họ yêu cái tiền của họ hơn, họ yêu cái túi của họ hơn. Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Xin mời tất cả quý vị khán thính giả quay trở lại với chương trình Hoàng Việt Talk Show. Và hôm nay tôi lại tiếp tục vinh dự được cùng trò chuyện với một chuyên gia về kinh tế vô cùng là sâu sắc và am hiểu về kinh tế thế giới. Đó chính là anh Hà Tôn Vinh. Xin giới thiệu với tất cả quý vị khán thính giả, khách mời hôm nay chính là anh Hà Tôn Vinh. Anh Hà Tôn Vinh là giáo sư tiến sĩ kinh tế, tốt nghiệp tại Mỹ. Và anh đã có cái thời gian làm việc rất nhiều. Không chỉ là nhà nghiên cứu, mà anh còn là những người thực tế khi anh đã tham gia tư vấn về tài chính cho rất nhiều cái dự án, từ của Ngân hàng Thế giới cho đến nhiều cái tập đoàn trong nước cũng như là quốc tế. Và xin trước hết là xin cảm ơn anh Hà Tôn Vinh đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Xin cảm ơn. Dạ vâng. Thưa anh Hà Tôn Vinh, một cái vấn đề mà chúng ta đang thấy nổi bật đó là cái cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung. Và cái cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung này bắt đầu khởi phát phải chính thức là từ ngày tháng 3 năm 2018 với cái cuộc chiến tranh thương mại. Và kể từ đó tới nay thì cái cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung càng ngày càng quyết liệt hơn trên mọi mặt trận. Và đặc biệt với cái cuộc chiến ở Ukraine nổ ra thì nó khiến cho cái mâu thuẫn, cái căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc nó lại càng được khoét sâu hơn. Và ngay cả trong cái cuộc chiến đối với cả Ukraine, mặc dù Nga vẫn là một cái đối thủ chính, nhưng mà trong tất cả cái chính sách về chiến lược và an ninh quốc gia của nước Mỹ thì vẫn đặt gọi tên Trung Quốc mới là cái đối thủ quan trọng nhất mà Mỹ lo tới. Thì thưa anh, một cái vấn đề quan trọng về một cái mặt trận mà có lẽ là Mỹ và Trung Quốc thì vẫn phải né tránh một cái cuộc chiến về quân sự. Bởi vì nếu mà xảy ra một cuộc chiến, một cuộc xung đột quân sự thì tất cả hai bên đều không có lợi. Nhưng mà các mặt trận khác thì họ lại vô cùng gay gắt, đặc biệt là kinh tế và thương mại. Thế thì thưa anh, về kinh tế thì rõ ràng một mặt chúng ta đã thấy là năm ngoái là Tổng thống Mỹ Biden đã đưa ra cái đạo luật chip và khoa học, trong nó chặn đứng cái sự phát triển về chip. Và nó cũng dẫn tới là gần đây báo chí đã cho biết là cái tập đoàn nổi tiếng của Trung Quốc là Oppo đã phải chấm dứt cái chương trình phát triển chip của mình. Và mở rộng hơn một cái vấn đề mà trong cái chương trình trước thì tôi và anh đã trao đổi, và anh có nói ra cái vấn đề, có chỉ ra cái vấn đề đó là gì. Đó là cái việc mà đồng đô la đang càng ngày càng mất cái vị trí của mình như là ảnh hưởng của toàn cầu. Và anh cũng cho biết rằng là một trong cái sức mạnh của Mỹ đó là sức mạnh chính là cái đồng đô la. Hiện nay thì có rất nhiều những cái quốc gia như là Nga thì đặc biệt trong cuộc chiến Ukraine, khi mà bị Mỹ và các quốc gia phương Tây trừng phạt thì Nga đã tìm cách cùng với Trung Quốc là thoát khỏi cái sự chi phối của đồng đô la. Nhưng mà không chỉ là Nga và Trung Quốc, mà những cái quốc gia khác, nhiều quốc gia khác như là các quốc gia ASEAN cũng đang tính đến cái chuyện là phải sử dụng đồng nội tệ của mình, hoặc là Ấn Độ và nhiều cái quốc gia khác cũng phải tính đến cái đồng sử dụng khác, bởi vì họ tránh lệ thuộc vào đồng đô la. Và cái cuộc chiến ở Ukraine đã thấy rõ mà cái lệ thuộc vào đồng đô la sẽ bị như thế nào. Vậy thì thưa anh có thể đánh giá là khả năng đồng đô la còn duy trì được cộng đồng thanh toán quốc tế đến bao lâu? Bây giờ trước khi mình nói về cái đồng đô la là mình nói cái chuyện tạm gọi là cuộc chiến Mỹ-Trung đấy. Dạ vâng. Cuộc chiến Mỹ-Trung nó không phải là bắt đầu từ bây giờ, nó cũng bắt đầu khá lâu rồi như chúng ta nói đó. Nhưng mà cái ảnh hưởng của kinh tế Trung Quốc trên cái gọi là tình hình chính trị, trên cái vấn đề quân sự ở Biển Đông, ở các nước, đã làm cho Mỹ lo ngại. Mình phải nhớ là những cái thời của ông Đặng Tiểu Bình đấy, những năm của ông Đặng Tiểu Bình, thì họ dùng một cái khái niệm gọi là
ẩn mình chờ thời. Thao quang dựng ngôi. Vâng, đúng rồi. Ẩn mình chờ thời có nghĩa là gì? Lúc đó là Trung Quốc không phải là một nước mạnh. Nếu chúng ta nhìn thấy cái lúc mà ông Đặng Tiểu Bình sang Mỹ đó, gặp ông Tổng thống Mỹ là Jimmy Carter đó, và hình ảnh trên báo chí đã làm cho người Trung Quốc họ gọi là đau khổ. Đó là việc ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước của Trung Quốc, cúi rạp mình xuống bắt tay ông Carter. Cái hình đó là, nó là một cái hình ở lại với người Trung Quốc trong rất nhiều năm. Nhưng mà cái câu của ông Đặng Tiểu Bình nói là ẩn mình chờ thời, nó rất là đúng, là để mà mình có thể lên được thì mình phải cúi mình xuống. À, thì họ cúi mình xuống trong ba vấn đề. Thứ nhất là vấn đề quân sự. Chắc chắn là cái những Trung Quốc từ những năm ông Đặng Tiểu Bình không phải là nước mạnh về vấn đề quân sự. Về không quân cũng yếu, hải quân thì đội quân không có những cái chiến hạm lớn, và nhất là không có tàu sân bay. Đến gần đây mua một cái tàu sân bay cũ của Ukraine sửa lại thì mình thấy. Nhưng mà Trung Quốc là một cái nước mà gọi là họ đẩy mạnh vấn đề thương mại. Vấn đề thương mại sống còn là cung cấp cho thị trường Hoa Kỳ. Về Hoa Kỳ là cái thị trường lớn nhất của Trung Quốc. Chính vì thế họ thu thập được rất nhiều cái lợi từ vấn đề thương mại với Hoa Kỳ. Và công nghệ nữa, họ có thể mua công nghệ, hoặc có thể lấy, hoặc có thể xin lỗi gọi là tìm cái cách nào để ăn cắp cái công nghệ của họ rất là nhiều. Thì những năm đó là Hoa Kỳ không có để ý. Nhưng mà gần đây khoảng 20 năm, 15 năm, 20 năm trở lại đây đó, thì vấn đề công nghệ của Trung Quốc đã bắt kịp Mỹ. Rồi vấn đề thương mại của Trung Quốc đã bắt đầu gọi là bắt kịp Mỹ. Trước đây cái thời của tôi học ở Mỹ đó, thì người ta nói là Trung Quốc có thể 50 năm nữa mới có thể bằng Mỹ theo cái nghĩa là về thương mại được. Chưa nói vấn đề khác. Nhưng mà gần đây người ta sửa lại 15 năm. Đã. Rồi chúng ta thấy là bây giờ GDP của Mỹ là khoảng 27.000 tỷ, 26.500-800 tỷ. Trung Quốc bây giờ là 19.000 tỷ, gần 20.000 tỷ. Tức là chỉ còn có cách nhau 6.000 tỷ thôi. Trong khi đó là những nước thứ ba như Nhật Bản chỉ có 6.000 tỷ, Hàn Quốc 3-4.000 tỷ. Ở Nga thì là 2.000 tỷ, giả dụ như vậy. Thì cái sự chênh lệch về thương mại là nó sắp bắt kịp rồi. Thì khi mà họ có tiền, họ sẽ làm nhiều thứ lắm. Thứ nhất là về quốc phòng, họ sẽ tăng quốc phòng. Trung Quốc là tăng quốc phòng, ngân sách quốc phòng rất là nhiều. Và từ cái sức mạnh về đồng tiền, từ cái sức mạnh về kinh tế, Trung Quốc bây giờ không có ẩn mình chờ thời nữa. Và ông Tập Cận Bình đã trở thành một cái người lãnh đạo Trung Quốc để mà đối đầu với Mỹ. Thì đối đầu với Mỹ trong ba cái điều mà ngày xưa ông Đặng Tiểu Bình là nói rằng là mình phải ẩn mình chờ thời. Thứ nhất là quân sự. Nước Mỹ bây giờ không còn làm bá chủ thế giới theo cái nghĩa là về quân sự, mà Trung Quốc bị bỏ rất nhiều tiền. Tàu sân bay, rồi máy bay, rồi tất cả những cái xe tăng, rồi hiện đại hóa quân đội. Thì đó là vấn đề nhất. Thứ hai về kinh tế là Trung Quốc cũng sẵn sàng đẩy nhanh cái vấn đề gọi là thương mại đa phương. Vẫn bán cho Mỹ nhưng mà đẩy mạnh. Rồi có những cái dự án mà gọi là đưa tiền để hỗ trợ các nước. Dự án một con đường, một vành đai đó. Đấy. Những nước nào cần là bỏ tiền ra, bỏ rất nhiều tiền. Mặc dù là cái tiền đó là nó lỗ, không có thể không có khả năng là trả lại. Vấn đề thứ ba rất là quan trọng, đó là đồng tiền. Cái đồng tiền của Mỹ là khắp nơi. Bây giờ trên thế giới cái dự trữ ngoại tệ, tổng dự trữ ngoại tệ của toàn thế giới là khoảng 12.000 tỷ đô la Mỹ, thì trong đó là 70% là dùng đô la, 26% là dùng euro, chỉ còn có vài phần trăm là yen hay đồng Hàn Quốc thôi. Vậy thì cái dự trữ ngoại tệ trên thế giới chỉ xoay quanh 4-5 nước, có thể có một ít đồng tiền Ý, đồng tiền bảng Anh, nhưng bây giờ với cái sức mạnh kinh tế của Trung Quốc muốn đồng nhân dân tệ trở thành cái đồng được thanh toán quốc tế, trở thành cái đồng mà có thể đối chọi được với Mỹ, với đồng đô la. Vì kinh tế của Trung Quốc bây giờ khá lớn rồi, 20.000 tỷ, 19.000 mấy trăm tỷ là lớn rồi. Chính vì thế bây giờ cái sự kiện, cái cuộc chiến giữa Ukraine và Nga bây giờ là cái cơ hội rất tốt cho Trung Quốc
để mà đưa đồng nhân dân tệ ra. Bây giờ Nga bị bế quan tòa cảng là bây giờ gặp khó khăn rồi. Thì bây giờ Trung Quốc là cái nước mà có thể hỗ trợ cho Nga, bán hàng cho Nga, lấy đồng rúp về, đúng không? Và chuyển cái đồng rúp, chuyển cái đồng ngoại tệ của Nga sang cái đồng gọi là đồng nhân dân tệ. Vậy thì đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai thì chúng ta thấy trong vài năm vừa qua đó, Trung Quốc đứng đằng sau ba thứ. Thứ nhất là cái gọi là cái dự án gọi là con đường và vành đai. Một con đường và vành đai để mà đưa cái ảnh hưởng của Trung Quốc ra toàn thế giới, chứ không phải là chỉ ở châu Phi không. Những nước nào cần Trung Quốc sẽ đến và đầu tư. Ở bên cạnh chúng ta là có Campuchia, chúng ta thấy rõ ràng. Nếu chúng ta đến thành phố Phnom Penh, thành phố Sihanoukville của Campuchia, thì cái ảnh hưởng của Trung Quốc quá rõ rệt. Vậy thì Campuchia có gì để mà đáp lại? Thực sự là chỉ có là đồng ý gọi là để cho Trung Quốc đứng. Thì chúng ta thấy cái thành phố Sihanoukville gần như là của Trung Quốc hết. Rồi cái chương trình làm SEA Games này, Campuchia bỏ ra 100 triệu đô, cũng phải có nhiều nhà tài trợ. Vậy thì cái ảnh hưởng của đồng nhân dân tệ nó sẽ bắt đầu mở rộng. Nó bắt đầu đi gọi là lấy thêm cái gọi là chỗ đứng của đồng đô la. Nhưng mà ngày nào lấy được, lấy bao nhiêu phần, cái đó chúng ta sẽ bàn tiếp. Sang vấn đề thứ ba là vậy, như vấn đề quân sự này, vấn đề kinh tế này, vấn đề đồng đô la này. Còn một cái nữa mà Trung Quốc đã làm, cố gắng làm không thành công nữa, là đưa văn hóa Trung Quốc qua những cái trung tâm khổng tử. Thì cái đó bị khổng tử. À đấy, thì những cái trung tâm đó, những trung tâm văn hóa đó thì nó bị, xin lỗi đúng hay không tôi không biết, nhưng mà bị nhiều nước tố cáo đó là những trung tâm gọi là gián điệp, trung tâm để mà thu giữ thông tin, trung tâm để mà lấy thông tin đưa về Trung Quốc. Cái đó là chuyện mình không bàn tới, nhưng mà đó là một vậy. Thì Trung Quốc rất thành công trong vấn đề thương mại như chúng ta thấy. Thứ hai là vấn đề đưa đồng tiền nhân dân tệ ra thế giới là bước đầu. Vì ngoài cái gọi là những cái nước đã có sẵn rồi, đồng euro nhé, chiếm khoảng 26% giao dịch nhé, rồi đồng bảng Anh, xong rồi đồng Ý nhé, chỉ còn cái đồng Trung Quốc là chưa được gọi là rộng, tại vì họ mới chiếm khoảng chưa được 3% về dự trữ ngoại tệ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là với cái đà này thì Trung Quốc sẽ có một cái ảnh hưởng nhất định trong 5-10 năm tới. Vậy thì bây giờ đồng đô la sẽ đứng ở đâu? Thì nó sẽ có mấy cái ý kiến như thế này. Năm 1972 đó, Tổng thống Nixon, ông ra với quyết định là không dùng vàng để bảo đảm cho đồng đô la nữa. Tại vì ngày trước chúng ta, từ cái thời mà bắt đầu gọi là sau Thế chiến thứ hai đó, thì có cái hội nghị Bretton Woods đó, thành lập Ngân hàng Thế giới thành lập đó, thì họ lấy là muốn in tiền là phải có vàng. Vì lúc đó vàng là cái chất quý hiếm có giá trị. Đến năm 72 thì ông Nixon bảo là nước Mỹ bây giờ mạnh nhất rồi, và không cần vàng làm bảo đảm bảo lãnh nữa. Lấy nền kinh tế của Mỹ bảo đảm cho đồng đô la. Ai chịu? Tất cả phải chịu. Vì nền kinh tế Mỹ nó có ba cái đặc điểm. Thứ nhất là kinh tế Mỹ là kinh tế lớn nhất thế giới, rõ ràng. Còn được bao lâu mình không biết. Thứ hai, nền kinh tế Mỹ là mình kinh tế mình gọi là ổn định. Đồng tiền không bị mất lên, giá mất lên, mất xuống, đi lên, đi xuống. Thứ ba là cái tính minh bạch, cái tính gọi là nguyên tắc và bảo đảm an toàn cho một cái nền dân chủ, minh bạch, rõ ràng. Thì đó là ba cái điều quan trọng cho cái đồng đô la. Vậy thì cái đồng đô la từ năm 72 không còn cái gọi là bảo đảm nữa. Nhưng mà đồng đô la trở thành một cái sức mạnh toàn cầu. Dự trữ ngoại tệ là 70% dự trữ trên toàn thế giới là đồng đô. Rồi 55% những giao dịch là đồng bằng tiền đô. Đúng không? Thì tất cả những đó tạo cho nước Mỹ và tạo cho đồng đô một cái thế mạnh. Thì chúng ta phải thấy cái đó là một điều. Điểm thứ hai là bây giờ nếu mà chúng ta lấy một cái đồng tiền khác làm bảo lãnh, bảo đảm được. Nhưng mà không phải là hoàn toàn, có thể là một phần. Bây giờ nhiều nước như Singapore này, rồi Dubai, UAE, Tiểu Vương quốc Ả Rập này, các nước đã bắt đầu dùng một số tiền khác. Nhưng họ mới thử thôi. Thử có nghĩa là ngoài tiền đô là chính này, xong rồi tiền Anh, bảng Anh, tiền Nhật, Yen này. Bây giờ lấy một ít Trung Quốc để xem là đồng Trung Quốc thế nào.
thì có thể đó là một loại đầu tư tốt, có thể đồng đầu tư và đồng gọi là nhân dân tệ có thể là một cái bước tiến rất tốt. Nhưng mà có thể thay được tiền đô không? Tôi còn nghĩ là còn rất lâu. Về kinh tế thì Trung Quốc có thể gọi là bằng hay là vượt mặt Mỹ trong vòng khoảng 10 năm nữa còn đó. Nhưng mà đồng đô là một vấn đề khác nữa. Vâng, nhưng mà thưa anh, cái này thì cũng phải trao đổi anh thêm nhé. Dạ. Tức là anh biết đấy là cái đồng đô la Mỹ ấy, mà nó trở thành cái đồng tiền của thế giới ấy, thì nó có phải có một số cái yếu tố của nó. Yếu tố thứ nhất là gì? Là kể từ năm 1974 thì Ả Rập Saudi và sau đó một năm là toàn bộ các quốc gia thuộc khối OPEC đã chấp nhận một cái việc gọi là sử dụng đồng đô la trong thanh toán dầu mỏ, hay nó gọi là petrodollar. Cơ chế đó một cái vai trò cực kỳ quan trọng. Dầu mỏ là máu của công nghiệp mà, cho nên nó dẫn tới cái vai trò toàn cầu của đồng đô la, đó là một. Cái thứ hai nữa là Mỹ là một cái quốc gia cũng gia tăng viện trợ và cho vay thương mại qua những cái định chế quốc tế như là IMF, như là WB. Thì rõ ràng là với đồng tiền như vậy thì nó cũng khiến cho cái sự chi phối của đồng đô la Mỹ. Và cái thứ ba, nước Mỹ thành lập ra một cái hệ thống liên ngân hàng SWIFT. Và liên ngân hàng SWIFT mặc dù nó phải của nhà nước, nhưng mà nó là gồm rất nhiều cái ngân hàng trên thế giới này cùng làm việc, và nó vẫn sử dụng đồng đô la là chính trong đó. Và ba yếu tố đó nó dẫn tới cái việc là đồng đô la trở thành cái vị thế toàn cầu. Thế nhưng mà bây giờ đã có sự thay đổi. Thứ nhất là gần đây trong một cái chuyến đi thăm các nước vùng vịnh thì ông Tập Cận Bình đi thăm đấy. Và sau đó thì cũng nhiều quốc gia vùng vịnh, đặc biệt khối OPEC đã chấp nhận thuận một cái việc là gì? Đổi từ mua bán đồng petrodollar sang dùng đồng nhân dân tệ. Và thứ hai là anh thấy đó là Trung Quốc cũng đã thành lập một cái ngân hàng nổi tiếng AIB, ngân hàng hạ tầng phát triển hạ tầng châu Á, và thông qua cái sáng kiến anh cũng nhắc tới đó, vành đai và con đường, cũng đã viện trợ rất nhiều và cho vay rất nhiều đồng nhân dân tệ của mình. Và cái thứ ba là khi mà nước Nga bị Mỹ và phương Tây trừng phạt trong cuộc chiến Ukraine, thì loại ra khỏi gọi là vũ khí hạt nhân về tài chính, loại ra khỏi hệ thống SWIFT, thì Nga và Trung Quốc đang tìm kiếm một cái hệ thống thanh toán khác. Như vậy thì có phải là cả ba cái vấn đề nó dẫn tới là đồng đô la đang bị mất ảnh hưởng của mình? Và điều này nó cũng cho thấy, anh có nhắc tới đấy, trước đây là khoảng 80% dự trữ ngoại tệ trên thế giới sử dụng đồng đô la, nhưng bây giờ chỉ còn 60% thôi. Nó đã có mất đi, anh nói là khoảng chừng trong vòng 20 năm mất đi khoảng 10%. Thì thưa anh, điều đó có thể xảy ra không? Thứ nhất là việc nếu mình nhìn vào lịch sử một chút. Ngày xưa Anh Quốc ấy, là một cái nước rất là vĩ đại. Người Mỹ là từ Anh sang, dạ, đúng không? Và Anh Quốc, cái đồng bảng Anh ấy, là chiếm lĩnh thị trường 100 năm cơ mà. Trong 100 năm khi mà bắt đầu có những cái gọi là công nghệ đó phát triển đó, thì đồng bảng Anh là đồng vua. Sau này thì đồng Mỹ, mình không biết được. Nếu mà nền kinh tế Trung Quốc phát triển như thế này và mạnh, và Mỹ có nhiều vấn đề, thì có thể là đồng Trung Quốc sẽ trỗi dậy. Trỗi dậy như thế nào, bao nhiêu thì mình chưa biết. Hiện thời như tôi vừa nói đó, là đồng nhân dân tệ chỉ có khoảng 2.8% là dự trữ, được dùng để là dự trữ ngoại tệ. Có thể sẽ lên 5%, có thể lên 7% trong 5-7 năm nữa, có thể lên gọi là 10% trong vòng 10 năm nữa. Thì mình không biết được, cái chuyện đó tùy vào. Cái đó tùy vào thứ nhất là cái sức mạnh của đồng nhân dân tệ vào kinh tế Trung Quốc, để vào vấn đề hội nhập của kinh tế Trung Quốc trong thế giới. Bây giờ hiện tại là Trung Quốc chỉ bán hàng, thật sự là như thế. Nhưng còn tất cả những vấn đề khác thì chúng ta phải thấy là Trung Quốc chưa phải là, người ta chưa nhìn Trung Quốc là một gọi là đất nước lãnh đạo thế giới. Thì nó còn có tính nhân văn, nó còn có tất cả những vấn đề về, xin lỗi, về nhân quyền, về tất cả những khác. Rồi tính minh bạch, tất cả như vậy. Vậy thì khi nào mà Trung Quốc, đồng Trung Quốc được nhân trở thành cái đồng tiền mà gọi là thông dụng, thì chắc tôi nghĩ là từ 5 đến 10 năm, ít nhất là 5 năm. Nhưng chúng ta thấy nè, cái sáng kiến con đường vành đai đã khoảng được 6-7 năm nay rồi, nhưng không đi đến đâu. Nói thật là không đi đến đâu. Trung Quốc bỏ ra hàng vài trăm tỷ rồi, hỗ trợ cho rất nhiều nước ở châu Phi, những nước mà cần Trung Quốc, xin lỗi, cần tiền. Nhưng mà anh bỏ tiền ra để anh hỗ trợ các nước đó, không phải là anh cho không.
anh phải lấy lại cái gì chứ? Vậy thì anh có thể xây một cái cảng, xây một con đường, xây một cái xa lộ, xây một đường đường ray, đường xe hỏa. Anh đâu có phải là đưa tiền cho. Anh lại đưa công ty của Trung Quốc sang họ làm nhà thầu. Tiền đó vẫn là tiền của Trung Quốc, vẫn vào tay người Trung Quốc. Nhưng mà nhiều khi những số tiền đó là những số tiền là các nước nghèo hay là đắt họ vay. Mà họ vay họ không trả đó, họ vỡ nợ. Sri Lanka là một cái trường hợp rất là lớn. Thì Sri Lanka là một cái nước hay là một vài nước nữa, họ rất là khó chịu về cái vấn đề là vay nợ. Giống như bây giờ Lào đó, tại sao Lào lại có một cái đường ray gọi là to đẹp như thế, trong khi đó là nhu cầu di chuyển, nhu cầu hàng hóa rất ít. Vì đó lúc đó là tiền rất dễ, mà các lãnh đạo các nước khi thấy tiền dễ là mà họ cho hay là cho vay rẻ. Mà Trung Quốc cho vay rất nhiều với lãi suất gần như là bằng không. Thì tôi thấy cái đó là một trong những cái mà thế giới sẽ nhìn. Mặc dù Trung Quốc sẽ là một cái nước mạnh về vấn đề gọi là thương mại. Đấy. Còn vấn đề công nghệ mình chưa nói. Công nghệ của Trung Quốc bị có phát triển, về quân sự có phát triển. Nhưng mà còn rất xa vấn đề gọi là Hoa Kỳ. Nếu mà nói vấn đề thương mại thì mình không nói nữa. Mình thấy là trong vòng 5-10 năm nữa là có thể là hai nước bằng nhau, giả dụ, hay có thể vượt mặt. Nhưng mà còn tất cả các vấn đề khác. Chính vì thế là nước Mỹ bây giờ, các nước Âu Châu sợ Trung Quốc, sợ các công ty Trung Quốc có gián điệp này, rồi lại ăn cắp công nghệ này, mình phải nói thẳng như thế. Thì bạn cấm hết tất cả những vấn đề chip, đúng không? Không đưa những cái. Thì nhà Hà Lan là một nước rất là mạnh về vấn đề là thiết kế sản xuất chip. Hà Lan là một nước gần như hàng đầu công nghệ. Họ cũng cấm. Rồi Thụy Điển này, rồi Mỹ này. Vậy thì bây giờ anh làm về công nghệ mà anh không có chip, anh là không có những cái gọi là những cái phần mềm hay là phần cứng, thì anh sao phát triển được? Thì bây giờ các nước bắt đầu họ thấy cái sự gọi là trỗi dậy của Trung Quốc, mà trỗi dậy theo cái nghĩa không có, mình gọi là thân thiện theo cái kia đó, thì họ cấm. Và có thể sau này có nhiều cái loại cấm nữa mà mình chưa biết được. Mà chưa nói cái chuyện mà nếu Trung Quốc mà có học cái bài học của Nga mà chiếm đóng Đài Loan thì nó lại là vấn đề khác. Tôi nhớ cái những cái năm mà tôi còn làm việc ở Mỹ đó, thì có một cái máy bay Mỹ bay làm sao đó bị trục trặc phải đáp xuống cái đảo Hải Nam. Cái máy bay FP3 đó. Đấy. Thì Trung Quốc không trả lại mà gọi là cho là tất cả học hành ta nghiên cứu xong rồi mới trả lại đó. Thì tất cả những cái kinh nghiệm đều cho thấy là cho đến cái năm 2016 đó, rồi đến cái năm mà gọi là ông Trump ông lên đó, ông Trump là một người gọi là đối đầu với Trung Quốc trực diện. Ông đưa ra cái chính sách gọi là MAGA đó, làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại. Thì tôi, cá nhân tôi thấy cái gọi là chiến lược đó là nó gọi là thần kỳ theo như thế này. Có nghĩa là nước Mỹ ngày xưa là mạnh là nhất thế giới, xong đến cái thời dân chủ nó xuống, đến thời tôi làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại. Vậy thì bằng cách nào đó là đã cho thấy, người Mỹ thấy rằng là chúng ta có một thời hào hùng. Vì mấy ông dân chủ, nước Mỹ nó mới xuống. Xuống như thế nào là tất cả mọi thứ là chúng ta thấy là Trung Quốc lấy chúng ta bán hàng và về thâm hụt thương mại với Trung Quốc là lớn lớn, vài trăm tỷ. Rồi tất cả công nghệ bị lấy cắp. Thì tất cả những chừng ông Trump mới lấy cái đó là nước Mỹ chúng ta phải hùng mạnh trở lại. Nhưng mà làm sao? Đánh vào Trung Quốc, đánh vào thương mại. Tôi mua của ông 500 tỷ, 600 tỷ. Ông mua của tôi có 100 tỷ. Thì đó không phải là thương mại song phương. Đó là sự bất đối xứng, đó là sự mất công bằng. Chính vì thế bây giờ, nếu mà ông không mua của tôi sẽ cấm người Mỹ, tôi sẽ cấm công ty Mỹ không xuất khẩu, không mua của ông. Vậy thì những công ty nào đang ở Mỹ, mua hàng của Mỹ, xuất khẩu từ Mỹ sang hay là bạn mua của mà nhập khẩu, thì sẽ đánh thuế. Chính vì thế là trong 4 năm của ông Trump đó, Trung Quốc đó là gặp khủng hoảng về cái chỗ đứng, về thương mại, và phải chịu, phải đồng ý chịu, phải nâng cái gọi là cái thương mại hai chiều lên gần như tôi mua của anh 600 tỷ, anh ít nhất phải mua của tôi 400 tỷ chứ. Tại sao anh mua có 100 tỷ thôi, làm thân phụ thương mại tới 500 tỷ, cái đó không chấp nhận được.
Chính vì thế các công ty mà đi ra nước ngoài phải về Mỹ. Vì anh không về Mỹ được, anh cứ ở đó, nhưng mà hàng hóa của anh về Mỹ là tôi sẽ bắt đóng thuế 30-40%. Cộng thêm di chuyển nữa thì làm ở Mỹ tốt hơn. Vậy thì mình trở lại cái chuyện gọi là Trung Quốc chắc chắn sẽ trở thành một đối thủ của Mỹ. Đã và đang và sẽ còn tiến mạnh lên. Và không những là về thương mại, bây giờ Trung Quốc sẽ nhảy sang những vấn đề về công nghệ, xong về quốc phòng. Đúng không? Vậy thì cái đồng nhân dân tệ của Trung Quốc sẽ đi theo cái chiến lược đó. Bây giờ họ đã gọi là đưa tiền ra các những cái chương trình. Và đưa những cái chương trình gọi là tài trợ không hoàn lại cho các nước. Với nhiều cái gọi là có thể gọi là cái ràng buộc đó mình không biết, nhưng mà mình nói như thế. Vậy thì để trở lại là vì đồng đô la nó có mất cái vị thế không? Nó đang mất đó. Nó đang mất nhưng mà không, cái tốc độ mất nó không nhiều. Và chắc chắn là chính phủ Mỹ không để đồng đô la và các nước không để đồng đô la nó xuống quá được. Nhưng mà hiện thời là như mình vừa nói, dự trữ ngoại tệ trên thế giới, toàn thế giới bằng tiền nhân dân tệ chỉ có hơn 2% thôi. Trong khi đó Mỹ 60%, 70%. Còn ngày nào Trung Quốc đồng nhân dân tệ lên 10%, 20% mình không biết, có thể trong tương lai gần. Vâng, cảm ơn anh. Có phải nói thêm với anh nhé. Thứ nhất là cái viễn cảnh mà cái việc mà đồng đô la Mỹ bị không còn làm đồng tiền quốc tế nữa chắc nó cũng sẽ còn lâu. Bởi vì là rõ ràng là đã có nhiều cái rào cản. Ví dụ ngay cả cái câu chuyện mà những cái quốc gia OPEC, khu vực Trung Đông chấp nhận mua đồng, sử dụng đồng nhân dân tệ để mua bán dầu mỏ. Nhưng mà khi mà những cái quốc gia đó bán dầu vào Trung Quốc thì thu về đồng nhân dân tệ, thì chưa chắc họ đã biết họ dùng đồng nhân dân tệ họ mua cái gì, mua ở đâu. Đó là một cái câu bài toán chứ. Bài toán chứ, vâng. Đúng rồi. Dạ. Và mới đây nhất là cái câu chuyện giữa Nga và Ấn Độ. Đúng. Nga và Ấn Độ thì đã thỏa thuận thì muốn là thoát khỏi đồng đô la. Và vừa rồi Nga đấy, để lách được cái sự trừng phạt và cấm vận từ Mỹ và phương Tây, thì Nga đã bán rất nhiều dầu mỏ cho Trung Quốc và Ấn Độ. Thế thì Ấn Độ bây giờ là muốn là sẽ trả, mua cái dầu mỏ của Nga bằng đồng rupee. Nhưng mà Nga không chịu. Bởi vì Nga cũng không muốn giữ cái đồng rupee làm gì. Đúng không? Và không sử dụng được thì nó cũng tương tự như câu chuyện của nhân dân tệ thôi. Vậy thì có lẽ là cái khả năng này nó vẫn còn rất khó. Và thứ hai, một cái vấn đề hỏi anh là nếu mà đồng đô la Mỹ bị thay thế bởi một đồng tiền khác, ví dụ nhân dân tệ đi, thì nó là một cái điều có lợi hay là có hại cho những cái nền quốc gia mới nổi, ví dụ như Việt Nam của chúng ta? Thưa anh. Bây giờ mình như này, chắc chắn trong tương lai gần cái đồng nhân dân tệ nó sẽ trỗi lên, nó sẽ trỗi dậy, cái đó là rõ ràng. Từ trước là không có, bị lên 2%, hơn 2%, sau này lên 5% thì cái đó. Và trong cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine thì Nga bán dầu cho Trung Quốc rất nhiều. Và Trung Quốc trả bằng nhân dân tệ, Nga phải chấp nhận thôi. Tại vì Nga nếu mà Trung Quốc mà mua và trả bằng đô la đó, xin lỗi, có thể là vi phạm lệnh cấm vận. Và nếu mà Trung Quốc vi phạm lệnh cấm vận thì có thể là các doanh nghiệp của Trung Quốc sẽ bị gọi là trừng phạt. Bị trừng phạt, đúng không? Còn bây giờ là Nga làm gì với đồng đó thì chắc chắn là họ chỉ có mua được Trung Quốc thôi, xin lỗi. Gần như bây giờ cái quan hệ song phương giữa Nga và Trung Quốc rất tốt. Tôi bán dầu cho anh, tôi lấy tiền đô, tiền nhân dân tệ của anh, rồi lại tôi mua hàng của anh, đúng không? Thì tôi trả bằng nhân dân tệ tiền được. Nhưng ngoài cái thị trường đó anh dùng thì có thể các nước, có một số nước họ bán được. Nhưng là với một cái gọi là số tiền nào đó, để trở sang cái trường hợp những nước nhỏ như Việt Nam ấy. Việt Nam mình là một nước nhỏ về nền kinh tế cũng khiêm tốn. Với GDP khoảng hơn 450 triệu gì đó, 50 tỷ gì đó, đúng không? Và với cái ngoại tệ dự trữ là khoảng 100 tỷ đồng đô. Thì bây giờ anh muốn mua cái gì thì anh phải có tiền. Thì bây giờ không có đô thì anh phải mua bằng tiền gì? Thì anh phải mua bằng tiền Việt thôi. Xin lỗi. Thì có thể là anh bán hàng cho Trung Quốc. Anh lấy cái tiền của Trung Quốc. Nhân dân tệ. Rồi nhân dân tệ. Rồi anh lấy dùng cái nhân dân tệ anh đi mua khác, mua dầu của Nga cũng là một cái gọi là... Nhưng mà cái sự lựa chọn đó giới hạn. Đúng không? Vậy thì bây giờ giữa Trung Quốc và Việt Nam là hai cái nước rất là thân thiện, hợp tác với nhau. Việt Nam bán nhiều hàng cho Trung Quốc. Trung Quốc trả bằng nhân dân tệ. Tại sao không? Đúng không?
Tại vì nếu mà mua đô la thì có thể là đắt tiền, mà phải trả chi phí. Đây tiền của tôi trả cho anh. Rồi với số tiền mà nhân dân tệ trong tay, Việt Nam lại đi mua dầu lửa hay là sản phẩm quốc phòng của Nga trả bằng nhân dân tệ được chứ. Thì tôi thấy là đó là những cái gọi là những cái khả năng mà Việt Nam gọi là phải gọi là xin lỗi gọi là ứng biến, phải là đi gọi là tìm cái cách để mà chúng ta gọi là, chứ còn việc thực sự như chúng ta vừa nói đó, cái số tiền mà của Việt Nam có dự trữ là ít lắm, 100 tỷ ít. Để mình thấy nó ít như thế nào, bây giờ anh Đài Loan một cái đảo nhỏ 20 triệu người, nó có khoảng 3.000 tỷ đô, Việt Nam có 100 tỷ, kia là hàng ngàn tỷ. Thì chính người ta tính bằng gọi là như chúng ta nói là về cái tuần nhập khẩu. Chúng ta mua hàng thì 3 tuần là hết tiền. Thì lấy đâu ra đô? Không có. Mà nếu đi mua đô thì rất tiền, rất tiền. Mà anh bây giờ anh mua đô thì làm gì anh làm mua? Ai bán đô cho anh? Anh không có gì để anh bán ấy. Ngoại trừ xin lỗi anh xuất khẩu thì anh mới thu về tiền đô. Rồi anh lại bán cái gọi là tất cả tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam, bán dầu, bán điện hay là bán khoáng sản thì bằng tiền đô. Nhưng mà nếu Việt Nam bán hàng hóa như rau củ quả gì cho Trung Quốc thì Trung Quốc sẵn sàng trả bằng số tiền đó, và Việt Nam dùng cái đó để mua cái dầu khí được. Thì như vậy là cái đó là cái mà gọi là Trung Quốc rất là thích, và cái đó là cái mà Trung Quốc, nhưng mà mình nói là cái Trung Quốc họ thích là một chuyện, nhưng mà cái khả năng cái cơ hội để dùng bằng tiền nhân dân tệ để mua các nước là khó, chắc là một số nước họ đồng ý. Nhưng mà trong tương lai nếu mà gọi là nền kinh tế Trung Quốc phát triển ổn định, đồng nhân tệ phát triển, thì có thể người ta sẽ trở thành một cái đồng tiền tạm gọi là đồng tiền thanh toán. Chứ còn bây giờ gần như là tiền yen, tiền euro hay tiền đô thôi. Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì rõ ràng là cái viễn cảnh như anh nói đấy, một mặt là đồng nhân dân tệ bắt đầu cũng đang lớn mạnh dần. Nhưng mà cũng phải cần rất một cái thời gian rất là dài để có thể mà đuổi kịp đồng đô la Mỹ. Và tiến tới với cái việc thay thế đồng đô la Mỹ là cả một cái câu chuyện rất là dài, đúng không anh? Mà cái đấy cũng chưa thể nói được. Thế nhưng mà hỏi anh thêm một cái vấn đề là trong cái cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa hai cái đại cường quốc Mỹ và Trung Quốc, mà đặc biệt là vấn đề về kinh tế và thương mại, thế thì điều này người ta bảo là trong nguy có cơ. Vậy thì thưa anh, đối với một nhà kinh tế và có nhiều cái kinh nghiệm quốc tế như anh, thì anh thấy ở trong cái nguy đó thì Việt Nam, những cái quốc gia ASEAN, những cái quốc gia như Việt Nam chẳng hạn, là có cơ hội gì hoặc là có nguy cơ gì? Thật ra bây giờ như thế này, mình thấy rất là rõ. Mình cứ lấy cái thời của ông Trump đi. Dạ. Ông Trump đánh mạnh vào vấn đề song phương, thương mại song phương với Trung Quốc, áp lực Trung Quốc phải mua đồ Mỹ. Rất là rõ, phải mua nhiều đồ Mỹ về cho giảm cái gọi là thâm hụt thương mại. Vâng, và thâm hụt thương mại. Vậy thì bây giờ họ sẽ không mua đồ Trung Quốc nhiều nữa, nhưng mà vẫn phải có cái nhu cầu. Thì Việt Nam có thể, thì trong những cái năm đó, đó là Việt Nam, xin lỗi, bán hàng rất nhiều cho Mỹ. Bây giờ là thương mại với Mỹ là Việt Nam là 123 tỷ đô. Cái thời của tôi bắt đầu về Việt Nam chỉ có vài tỷ thôi, bây giờ 123 tỷ Mỹ thôi. Vậy thì bây giờ Việt Nam phải tìm cái cơ hội, vẫn phải tìm cái cơ hội để bán hàng cho các nước chứ không bán cả Trung Quốc. Nhưng mà thấy là mình thấy là bây giờ rõ ràng là bán cho Mỹ là Việt Nam thu về lợi nhuận nhiều, thu về tiền đô nhiều, ngoại tệ nhiều, và không có bị thâm hụt thương mại. Thâm hụt thương mại theo ngược lại. Này. Ngược lại, tức là Mỹ là thâm hụt xuất siêu. Xuất siêu, Việt Nam xuất siêu. Thì Việt Nam phải làm cái đó. Trong khi đó Việt Nam mà bán sang Trung Quốc là thâm hụt thương mại rõ ràng. Việt Nam nhập siêu. Nhập siêu, đấy. Và thì bây giờ đó là cái, nếu mình nhìn vào con số, và con số không biết nói dối, thì mình phải kinh doanh với Mỹ nhiều hơn nhé. Đúng không? Và Mỹ cũng là một cái nước không những là hỗ trợ Việt Nam trỗi dậy. Mình nhìn như này, từ năm 1945-49 đến bây giờ, tất cả những nước phát triển bây giờ đều là bán cho Mỹ. Châu Âu nhé, khi sau mà chiến tranh châu Âu sau, tất cả những nước châu Âu phát triển lại có sự hỗ trợ của Mỹ. Những chương trình Marshall này, đấy, rồi chúng sau đó là 1953, khi mà anh Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên chia đôi, sự gọi là trỗi dậy của Hàn Nam Hàn có Mỹ ở trong đó. Sau đó đến Nhật Bản, rồi đến Đài Loan, rồi đến Trung Quốc.
Anh thấy là tổng sản phẩm của Trung Quốc tăng lên là phần lớn là 50-60% là bán cho Mỹ. Vậy bây giờ người Mỹ hỏi, tôi hỗ trợ cho anh, tôi giúp cho anh. Anh bị lại dùng cái gọi là ngược lại để anh mà tấn công Mỹ. Thì người Mỹ họ không... Chính vì thế ông Trump là cái người thấy rất rõ cái chuyện đó. Và ông đưa cái chiến lược là nước Mỹ phải hùng mạnh trở lại, nước Mỹ phải nhất. Mà muốn nhất được thì phải làm giảm thiểu cái gọi là, là thâm hụt thương mại. Dạ vâng. Kể từ năm 2000, từ thời ông Trump anh nói đó, khởi đầu tháng 3 năm 2018 đấy, thì nước Mỹ đã tìm mọi cách là cô lập Trung Quốc. Cho đến nay thì vẫn là tìm cách cô lập Trung Quốc, đặc biệt về kinh tế. Thế nhưng mà dường như hai cái nền kinh tế này, người ta cứ tưởng hai cái nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc phải tách rời nhau ra, nhưng mà không, vẫn không tách được. Mà cái thương mại của Mỹ với Trung Quốc vẫn tăng đều đều sang hàng năm. Vậy thì tại sao lại như vậy thưa anh? Cái đó rất là dễ hiểu là nước Mỹ, Hoa Kỳ là một nước ăn tiêu. Ăn tiêu, người Mỹ không sản xuất những cái thứ đó. Giày dép trong nhà, tất cả trong nhà của Mỹ là bây giờ 80-90% là của đồ Trung Quốc hết. Thứ nhất, ngày xưa thì rẻ, không chất lượng. Bây giờ rẻ nhưng mà chất lượng. Thì đó là cái người Mỹ. Người Mỹ họ không cần nhìn đến cái chuyện quốc gia đại, họ nhìn vào cái túi tiền của họ. Tại sao họ lại phải mua một cái sản phẩm của công ty Mỹ? Chỉ vì họ yêu nước Mỹ không? Họ yêu cái tiền của họ hơn, họ yêu cái túi của họ hơn. Trung Quốc tốt hơn, rẻ hơn. Mà nếu mà Trung Quốc lại làm tại Mỹ nữa thì tại sao không? Thì cái đó là mình phải thấy là đó là văn hóa Mỹ, đó là kinh tế Mỹ, là một kinh tế gọi là ăn xài, chi tiêu. Mà chi tiêu những cái gì, tất cả những cái gì mình thấy ở Mỹ là của Trung Quốc hết. Từ bàn ghế trong nhà, đèn điện, trần, tất cả mọi thứ. Bây giờ nếu mà anh vào trong nhà Mỹ đó, anh hỏi xem là cái gì của Mỹ, mình nhìn mãi không ra đâu. Thật. Vậy thì nước Mỹ phát triển được, người dân Mỹ được cái cuộc sống tốt là nhờ Trung Quốc theo cái nghĩa đó. Rồi anh Trung Quốc phát triển là vì bán được hàng cho Mỹ. Thì hai anh không phải là tiếng Anh nó gọi là marriage convenience, tức là hai anh là phải lấy nhau thôi, phải sống chung với nhau thôi. Mặc dù gọi là ghét nhau gì thì ghét, nhưng mà trong những cái gọi là mảng về công nghệ thì Trung Quốc còn xa Mỹ lắm. Mảng quốc phòng, tất cả những mảng về công nghệ cao đó thì Trung Quốc còn xa, là bây giờ Trung Quốc đang cố gắng bắt kịp. Chính vì thế là Mỹ phải chặn lại bằng cách là cấm cái này, cấm cái kia, cấm không được xuất khẩu phần mềm, cấm không được xuất khẩu chip, cấm không được cho cái này, không được bán cái kia. Thì Trung Quốc phải tự tìm thôi, tự tìm từ lâu hơn. Đấy. Thì tôi nghĩ là cái chuyện mà hai nước mà gọi là lệ thuộc vào nhau là cái chuyện dĩ nhiên này. Nhìn qua cái góc độ đó là mình thấy là dĩ nhiên. Dạ vâng. Một anh bán, cần bán, mà anh cần mua thì chả cái gì mà gọi là không hợp tác với nhau. Như vậy thì rõ ràng chúng ta nhìn thấy một cái xu hướng đấy. Mặc dù Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh nhau căng thẳng, nhưng mà hai bên vẫn còn tùy thuộc vào nhau. Và cái nền kinh tế vẫn còn phụ thuộc vào nhau rất nhiều. Hai bên tùy thuộc lẫn nhau. Thì đấy cũng là một cái xu hướng để chúng ta sẽ thấy được rằng là trên thế giới này có những lúc mà các quốc gia căng thẳng với nhau, nhưng mà làm ăn vẫn làm ăn. Hay nói một cách khác theo kiểu Việt Nam là cái nào hợp tác thì hợp tác, cái nào đấu tranh thì vẫn cứ đấu tranh. Như thế bây giờ cái quan điểm của Mỹ là họ bỏ qua quá khứ. Chiến tranh với Việt Nam nó đã qua mấy chục năm rồi, 40 năm. Họ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam, họ sẵn sàng đưa tất cả những công nghệ Việt Nam. Thì họ coi như Việt Nam là một đối tác, giống như Trung Quốc cách đây 30-40 năm vậy. Thưa anh, có nhiều người nói chuyện tới cái chuyện là căng thẳng Mỹ-Trung, rồi hai bên cạnh tranh nhau quyết liệt như thế, và đặc biệt trong lĩnh vực về công nghệ. Và như vậy thì có nhiều cái người cho rằng là Việt Nam, một cái quốc gia mà được Mỹ đang, như anh nói đấy, đang rất là ô bế. Và cũng nằm cạnh Trung Quốc. Thì Việt Nam có thể được hưởng lợi. Nhưng mà điều này nó cũng đã chưa xảy ra. Bởi vì vừa rồi đấy, có một cái phái đoàn của ông cựu đại sứ là Ted Osius, khoảng 50 doanh nghiệp hàng đầu sang Việt Nam. Và nói như báo chí là gọi là đại bàng đã tới. Nhưng mà đại bàng lại chưa đậu lại. Thì sau cái chuyến đi đó của 50 cái doanh nghiệp đó thì cũng chưa thấy có một cái ký kết gì, tuyên bố gì. Thì liệu Việt Nam có tranh thủ được mà được vấn đề đó hay không? Và nếu không thì là vì sao thưa anh? Tôi thấy Việt Nam á, mà có ba cái điều mà người Mỹ hay doanh nghiệp Mỹ rất thích. Xin lỗi, một cái đất nước ổn định hay là chế độ ổn định.
thích hay không thích là chuyện khác, nhưng mà ít nhất là ổn định. Nhà đầu tư không thể nào thích vào một cái nước mà hôm nay này thế này mai thế kia được, thì nó ổn định. Với một cái sân dân số đông, Việt Nam cũng là đông, 100 triệu bây giờ đứng thứ 14-15 trên thế giới, nó không phải vậy. Mà cái những cái nơi đó là thứ hai chính phủ hay là đảng hay chính phủ rất là thân thiện, sẵn sàng mời các nhà đầu tư vào, sẽ làm mọi thứ để các nhà đầu tư vào. Trải thảm đỏ đấy. Trải thảm đỏ đấy. Nhưng mà vấn đề như thế này, các công ty Mỹ bao giờ nó cũng phải gọi là nghiên cứu đã, chứ họ không nhảy vào, mặc dù là Việt Nam tốt đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái chuyến đi vừa rồi 52 doanh nghiệp Mỹ sang Việt Nam đó là cái bước rất là tốt. Còn cái ngày này họ vào thì họ phải nghiên cứu riêng thôi, chứ còn chính phủ Mỹ không có ủng hộ từng doanh nghiệp một. Họ ủng hộ cái quan hệ song phương hai nước, ủng hộ tất cả những cái chuyện mà hợp tác giữa hai nước. Và nhất là bây giờ như mình nói đó, là Việt Nam bây giờ họ tôn trọng thể chế Việt Nam, rõ ràng. Họ bỏ tất cả những vấn đề khác, quá khứ ra đằng sau. Chỉ còn có hai vấn đề thôi. Vấn đề là kinh tế, phát triển kinh tế, là thương mại. Và vấn đề hợp tác toàn diện, chiến lược toàn diện. Mỹ cần một cái người đồng minh mạnh, có thể tin tưởng ở Biển Đông, đó là Việt Nam. Như tôi vừa nói, không thể nào gọi là chọn anh Hàn Quốc hay anh Nhật Bản, vì hai nước nó nằm quá xa ở Biển Đông. Điểm thứ hai là nói hai cái nước là không có quân đội, một anh thì Nhật Bản thì không có quân đội, còn Hàn Quốc thì quá gần Bắc Triều Tiên, miền Nam cũng thế. Và chỉ còn ở giữa, thì trong cái nhóm ở giữa đó chỉ có Việt Nam là Mỹ có thể tin được và cần, và Việt Nam cũng cần. Bây giờ Đài Loan nó cần Mỹ, đúng, nhưng mà Mỹ đã công nhận Đài Loan là thuộc một phần của Trung Quốc rồi, thì anh làm gì được, đúng không? Rồi còn những nước Singapore, Thái Lan là quá bé, đúng không? Xin lỗi, Indonesia và Malaysia cũng là hai cái nước thân Mỹ, nhưng mà mở ngoặc đóng ngoặc, có thể nhiều người nghĩ đó hai cái nước Hồi giáo, nó khác văn hóa, khác tôn giáo. Còn ai? Còn anh Philippines, hôm nay thế này, mai thế kia. Ngày xưa Mỹ là đóng hai căn cứ tại Philippines, Subic và Clark. Subic và Clark đó. Và bây giờ là tại, là trong một thời gian 4-5 năm của ông Duterte là hợp tác với Trung Quốc, đẩy Mỹ ra ngoài, bây giờ là lại trở lại. Thì tôi nghĩ rằng là cái sự hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam, thứ nhất là rất cần thiết, đúng thời điểm, và cả hai cùng có lợi. Đấy. Tôi nghĩ là lãnh đạo Việt Nam đã thấy rồi, họ cũng thấy rồi. Mỹ cần một cái nước đồng minh, ổn định, mạnh mẽ, vững. Việt Nam lại cần một cái thị trường, cần sự hiện diện của Mỹ tại Biển Đông. Dạ vâng, đấy. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. Kính thưa quý vị khán thính giả, buổi nói chuyện của tôi với anh Hà Tôn Vinh đã đưa ra rất nhiều cái vấn đề, mặc dù cái nội dung chính của tôi đầu tiên tập trung vào cái vấn đề về đồng cái vai trò vị thế của đồng đô la trong tương lai. Vâng. Nhưng mà câu chuyện của tôi, và đặc biệt dưới một cái người mà am hiểu cả về kinh tế chính trị như anh Hà Tôn Vinh, thì đã mở rộng ra góc nhìn rất nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Xin cảm ơn anh Hà Tôn Vinh rất nhiều. Và mặc dù chúng tôi còn rất nhiều câu chuyện để mà tranh luận, để mà trao đổi, nhưng mà vì thời lượng của chương trình có hạn, cho nên chúng tôi xin tạm dừng cuộc nói chuyện với anh Hà Tôn Vinh tại đây. Chết là xin cảm ơn anh Hà Tôn Vinh rất nhiều, và mong rằng trong thời gian sắp tới sẽ có vinh hạnh được tiếp tục cùng tiếp chuyện với anh và trao đổi với anh những vấn đề về kinh tế thế giới, cũng như vấn đề về kinh tế của Việt Nam, cũng như là nhất là Việt Nam. Tôi nghĩ là sau này chúng ta cũng phải nên có một vài cái talk show về Việt Nam. Tại vì Việt Nam bây giờ chúng ta đang phát triển, và phát triển sẽ rất là mạnh. Nhưng mà có nhiều cái vấn đề tôi nghĩ là Việt Nam cần quan tâm theo cái góc độ quốc tế nhiều hơn. Tại vì dù sao thì tôi sống ở nước ngoài nhiều, tôi nhìn được cái quan điểm của người nước ngoài với Việt Nam. Và cái đó là cũng tốt cho Việt Nam thôi. Thì tôi hy vọng là có cái dịp đó chúng ta sẽ chia sẻ thêm một vài cái talk show mà nó có nhìn được cái quan điểm của đa chiều. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều, và điều này chắc chắn là cũng là cái mong muốn của chúng tôi. Dạ. Và cũng xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã ủng hộ cho chúng tôi trong suốt cái thời gian vừa qua, và mong rằng trong thời gian sắp tới quý vị tiếp tục ủng hộ cho chúng tôi. Xin cảm ơn.